kênh YouTube của Bảo Tín Audio nhé. Hôm nay thì em làm cái video này để giúp các bác phân biệt được hàng thật và hàng giả của con nâng tiếng CB800 Ultra của TD Acoustic. Đấy. Thì như các bác đã biết thì bây giờ hàng giả hàng nhái ở trên thị trường rất là nhiều. Đấy. Nó vẫn là một cái vấn đề rất là nhức nhối cho các hãng âm thanh. Thì hôm nay thì một lần nữa thì có thể các bác đã xem rất nhiều video mà trên YouTube mà rất nhiều người ta cũng đã review, cũng đã phân biệt rồi, thì hôm nay em vẫn muốn làm cái video này để một lần nữa em giúp mọi người, có thể là các bác có thể xem video của em thì các bác lại một lần nữa lại các bác lại nhớ. Đấy. Thì bây giờ thì em sẽ giúp các bác là phân biệt chỉ cần nhìn cái ngoài thôi của con nâng tiếng này, các bác có thể phân biệt được đâu là hàng thật, đâu là hàng nhái nhé. Thì chúng ta bắt đầu đi từ vỏ hộp này. Đây nhá, vỏ hộp của con CB800 Ultra hàng chính hãng thì ở đây này nó có ghi là đây là ngày mùng 9 tháng 1 năm 2021. Đấy, và ở dưới này là 2021 này, và xong đến D chữ DB0109. Đấy, nhưng mà cái hàng mà hàng hàng nhái đấy thì người ta không hiểu, người ta không 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 ghi theo cái đúng theo cái ví dụ ở trên đây 91 2021 đúng không? Thì ở dưới này thì người ta lại không ghi là 2021 0109, mà người ta dập thành những cái chữ gọi là linh tinh ấy, nó không 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 đúng. Đấy. Đấy, đây là cái phân biệt đầu tiên. Đấy. Thứ hai là bây giờ em mở cái hộp này ra nhá. Mở hộp của nó ra này. Đấy. Thì cái con hàng chính hãng bao giờ thì nó cũng có 3 miếng xốp như này. Hai miếng xốp hai đầu và một miếng xốp ở giữa. Còn hàng nhái thì vẫn có hai miếng xốp mà hai đầu, nhưng mà nó không không kiểu như này đâu nhé. Đấy, nó có thêm một cái miếng liền mạch ốp ở trên nữa. Đấy. Cái dây của hàng chính hãng thì là ổ cắm 3 chân. Nhưng mà cái hàng nhái thì nó chỉ có 2 chân nhé, và dây của nó rất là lỏng lẻo. Đấy, khi cầm cái con dây của con hàng chính hãng này nó rất là mềm, cầm rất là thích. Đấy, em để ở đây. Đấy, em sẽ lôi cái con này nó ra. Đây. Đây là con CB800 Ultra hàng chính hãng thì nó có tem như này. Đấy, nhưng mà cái hàng nhái, hàng giả đấy, người ta vẫn chưa thay đổi cái mẫu tem, người ta vẫn để cái mẫu tem cũ. Đấy. Đây có mã cào này, khi khi các bác cào thì các bác sẽ thấy một cái dòng mã đây, và mình sẽ soạn tin theo cái cú pháp như này: MXT cách mã cào và gửi đến tổng đài 8055, thì các bác sẽ nhận được tin nhắn là chúc mừng bạn đã mua hàng chính hãng. Đấy. Cái tổng đài này nhá, bên hãng TD Acoustic đã thay đổi là 8055, nhưng mà bên hàng giả hàng nhái người ta vẫn để là 8077. Đấy. Mà hàng hàng nhái khi các bác cào mã vạch ấy thì các bác cũng soạn tin nhắn theo đúng cú pháp mà nó ghi ở trên ấy, thì nó không ra một cái gì đâu. Đấy, nó ra là cái số đã như kiểu là có một số điện thoại nào đã tra cái mã này rồi. Đấy, thì tất cả người ta làm cái mã vạch hàng nhái là tất cả các mã vạch nó đều giống nhau đấy, cho nên là các bác không tra được. Đấy, tiếp đến là các núm cao su nhé. Núm cao su của hàng chính hãng thì cái rãnh này ấy, cái rãnh này thì bao giờ nó cũng nhỏ đấy, nó nhỏ hơn các cái vân 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 ở cái núm này. Đấy. Nhưng mà hàng nhái ấy, thì cái rãnh này đấy và cái vân của nó thì lại to gần như nhau. Đấy.
Một cái điểm nữa là rất dễ phân biệt đấy là cái hàng nhái ấy thì nó có một con ốc ở trên này này. Đấy, hàng nhái có một con ốc ở giữa này. Đấy. Nhưng mà hàng chính hãng lại không có. Đấy. Mà hàng chính hãng thì những con ốc của nó đấy thì đều là những con ốc mà nó dẹt dẹt như này. Đấy. Nhưng mà hàng nhái ấy, thì nó là con ốc mà ốc mũ. Đấy, ốc lồi. Đấy. Còn nhá, cái nút deep play này. Đây đây, mọi người nhìn deep play của con hàng chính hãng này. Nó chỉ tẹt này thôi. Nhưng mà cái nút của thằng hàng nhái đấy thì rất là dài. Đó, chữ deep play của hàng chính hãng thì nó nằm ngang với cái nút. Đấy, nhưng mà hàng nhái thì lại nằm ở dưới, cái deep, chữ deep play nằm ở dưới. Đấy. Rồi, em sẽ quay đằng mặt đằng sau nhé. Mặt đằng sau ấy, mặt đằng sau thì cái màu của những cái cổng output này, sub bus output này, ở đây thì là cái màu cái của ba cái này đấy. Thường thì con hàng chính hãng thì màu nó rất là đẹp, nhưng mà cái màu của cái con hàng nhái thì lại màu xanh nõn chuối đấy. Đấy, như đây này, các bác nhìn này. Đấy. Đấy. Ba cái cổng này thì hàng nhái người ta làm mà cái màu xanh là màu xanh nõn chuối. Đấy. Đấy. Đấy, thì cái video này thì em chỉ giúp các bác ở nhìn cái bề ngoài là đã phân biệt được hàng chính hãng và hàng nhái rồi. Đấy. Còn chưa nói bên trong nhé. Đấy. Thì video của em hôm nay đến đây là kết thúc thôi. Đấy. Còn bác nào mà muốn mua hàng chính hãng thì cứ liên hệ theo số điện thoại mà em để trên màn hình nhé. Đấy, bên em là cũng cam kết là hàng chính hãng 100%. Nếu phát hiện hàng nhái, hàng là giả, hàng kém chất lượng thì đền gấp 5 lần tiền nhé các bác nhé. Đấy, cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Nếu các bác thấy video của em hay thì cho em xin một nút subscribe, nút đăng ký kênh và ấn vào chuông thông báo để nhận những cái video tiếp theo của Bảo Tín Audio. Xin kính chào các bác.